Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn vặt rất là quen thuộc ở Việt Nam. Đó là món bánh tiêu, đó, rất là quen thuộc cả nhà nha. Ngoài ra Weekend Food sẽ giới thiệu với các bạn cách làm món bánh tiêu sầu riêng luôn. Rất thơm và ngon cả nhà nha. Rồi, chúng ta cùng vào bếp nào. Về nguyên liệu chúng ta sẽ có là mình sử dụng là 150g bột số 8 và 150g bột số 13. Mình sẽ trộn lại các bạn nha. Và không các bạn có thể dùng 500g bột mì bình thường cũng được các bạn nha. Rồi, và đây chúng ta sẽ thêm là phần mè các bạn khoảng 50g cùng khoảng 120ml nước nha. Và 1g muối và 50g đường, 60g đường các bạn nha. Cùng tới 3-4g men. Và bột nổi là mình sử dụng là 1g các bạn nha. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ lấy cái nước đó mình trộn với đường đó, mình sau đó mình sẽ cho vào bi ba, mình hâm khoảng cầm khoảng 30 giây các bạn, cho nước nó ấm lên là được các bạn nha. Sau đó mình sẽ hòa với men cho nó nở ra các bạn nha đó. Ok, mình cho vào cái hỗn hợp nước đường và bi ba các bạn nha đó, hâm khoảng 20-30 giây thôi. Sau đó mình sẽ nước ấm bạn nha. Sau đó mình sẽ cho men vào để nó sẽ tăng tốc độ mà nó lên men các bạn. Đó, các bạn đừng để nước nóng nha, sẽ chết men nha. Ấm ấm được các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột các bạn nha. Mình sẽ cho bột mì vào cái âu để đánh bột các bạn. Các bạn hay trộn tay cũng được nha, hoặc là có máy trộn cũng được nha. Mình cho bột mì vào mình đây ra. Sau đó mình sẽ cho bột nổi nè, muối nè, cùng hỗn hợp mà lên men là mình đã lên men đó. Sau đó mình sẽ cho vào mình nhào bột các bạn nha. Ok, thì mình cho những nguyên liệu lại vào như là bột nè, muối nè, rồi cùng với hỗn hợp men các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho nước vào. Nếu mình không nước thì mình có sữa cũng được các bạn nha, thì sẽ bánh tiêu sẽ ngon và dẻo hơn, béo hơn các bạn nha. Đó. Rồi, mình chuẩn bị mình nhào thôi các bạn ơi. Ok, và tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình lấy ra mình nhào bột và mình sẽ ủ các bạn nha. Ủ thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng, khi nào nó nở gấp 2-3 lần các bạn. Đó, thì mình sẽ bắt đầu mình đem mình nhồi lần hai. Đó, không các bạn có thể chuẩn bị mè để mình cán và mình chiên được các bạn nha. Còn bằng nào mà nhồi lần hai nó sẽ càng nở hơn nữa. Đó. Ok, bột sau khi nhồi xong mình sẽ cho vào một cái tô, một cái khay inox gì đó. Sau đó mình sẽ phủ lớp tiết các bạn, mình sẽ ủ các bạn nha. Đó, ủ khoảng 2-3 tiếng nữa, nhiều khi các bạn có thể ủ hơn lâu hơn nữa cũng được nha. Thì nó nở gấp đôi, gấp 3 lần là ok nha. Lúc đó mình sẽ chiên sẽ nở rất căng thẳng luôn các bạn, rất là ngon các bạn nha. Ok, và một sau khi đã nở gấp đôi thì bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ nhào lần hai. Đó, sau đó mình sẽ chia ra từng viên nhỏ các bạn nha. Đó, sau đó mình lát nữa mình sẽ cán và mình sẽ phủ mè lên mình chuẩn bị chiên nha các bạn nha. Ok, và mình sẽ vo thành những viên tròn nhỏ và sau đó mình sẽ nhúng vào cái phần mà chén mè các bạn. Đó, sau đó mình sẽ cán các bạn nha. Đó, mình sẽ cán mỏng ra. Thì các bạn nào mà cán càng mỏng á, thì lúc mình chiên á, nó sẽ nở càng nhiều, ý nó phồng ra đó. Đó, nó sẽ càng nhiều hơn và ăn cái vỏ đó, nó sẽ phồng nhiều hơn là nếu mà các bạn nào mà cán dày quá đó thì nó chiên nó sẽ còn dính cái phần thịt nhiều hơn. Đó, nên các bạn nào mà muốn mà phồng nhiều á, mà ít cái phần nhân trong thì cứ cán càng mỏng càng tốt nha. Ok, mình đã được một khay bánh
tiêu đã phủ mẹ các bạn. Lát trước khi chiên mình sẽ ép dẻo nửa cái lần nữa ra nó mỏng thật mỏng nha. Sau đó mình sẽ bỏ vào mình chiên các bạn nha. Đó. Mình sẽ ủ thêm một chút nữa các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một nồi dầu nóng các bạn nha. Mình sẽ để dầu nóng lên rồi mình sẽ cho từng cái bánh tiêu và mình chiên từng cái một nha. Đó, cho nó nở lên. Ok các bạn nha. Các bạn nhớ dùng đũa hay dùng cái đồ mình đảo đều nha. Đảo lên hai mặt cho nó nở đều các bạn nha. Ok, bánh tiêu nóng hổi vừa ăn lắm các bạn ơi. Đã xong rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm món bánh tiêu sầu riêng nè các cả nhà ơi. Ok, và nguyên liệu để làm sầu riêng thì chúng ta sẽ có sầu riêng các bạn nha. Đó. Thật ra nếu các bạn nào muốn béo thì cho thêm bánh riêng các bạn nha. Đó, và thêm chút đường để tạo độ ngọt các bạn nha. Đó. Đối với sầu riêng thì đang nhiều có nhiều là sầu riêng nó không có được ngọt các bạn. Mình thêm chút đường nha. Sầu riêng đương nhiên là mình phải tán nhuyễn ra các bạn. Đó, tán nhuyễn ra sau đó mình làm nhân sầu riêng các bạn nha. Ok, tiếp theo thì mình cũng đã có cái phần giỏ bánh tiêu rồi, giống cái phần giỏ bánh tiêu là cơ bản các bạn. Nhưng mà lúc mà mình dùng nước á, thì các bạn có thể thay nước bằng sữa luôn nha, thì nó sẽ dẻo mịn, ăn với nhân sầu riêng sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó, nó cũng tương tự vậy thôi, chỉ thay bằng sữa thôi các bạn. Mình cũng nhồi vào, mình sẽ chia thành từng viên nhỏ nha các bạn nha. Đó, mình sẽ cán mỏng và mình sẽ cho nhân vào các bạn nha. Đó. Bánh này thì các bạn có thể không ngủ cũng được, hoặc là ủ ít thôi. Thì mình sẽ ăn với cái phần như sầu riêng á. Đó, nên cần cái phần nhân bánh nó phải có cái độ mềm mịn, nó không còn phải nổ, gọi là nó nở bung vô những cái phần bánh tiêu các bạn đó các bạn nha. Đó. Ok, tương tự thì mình cũng sẽ lăn cái bột qua mè, đã một lớp mè rồi sau đó mình sẽ cán mỏng và sẽ cho cái phần nhân sầu riêng vào các bạn nha. Đó, bạn nặng béo thì cho cái riêng vào. Rồi, ok nha. Rồi, mình chuẩn bị mình cuốn gói lại. Đó, sau đó mình sẽ chuẩn bị mình chiên thôi, rất đơn giản cái nhà nha. Ok, và bây giờ mình chế cho nhân sầu riêng vào các bạn nha. Đó, bạn nào muốn béo hơn thì cho thêm một chút với riêng nữa. Đó, không có thêm nhân sầu riêng thôi là được rồi các bạn nha. Rồi, sau đó mình sẽ cuộn lại. Ok, bánh tiêu sau khi mình đã cho nhân vào mình sẽ gấp lại, mình sẽ dùng một cái thìa, một cái nĩa muỗng các bạn, mình sẽ ém chặt xuống để tạo thành những cái nếp á. Nếp mình sẽ cố định cái phần vỏ sầu riêng này, không để cái nhân nó bung ra ngoài khi mình chiên các bạn nha. Nếu bạn nào có khuôn thì sẽ làm đẹp hơn, mà mình khuôn mình nhấn xuống nó sẽ ra một cái hình tròn và mình sẽ cho nhân vào, mình gấp lại thôi, nó đơn giản các bạn nha. Đó, mình cho cái khuôn vào và mình sẽ dùng giữ chặt tay đó, mình nén chặt lại nó ra một cái bánh tiêu sầu riêng có hình giống hình cái quạt các bạn, rất là đẹp luôn. Đó. Sau đó mình chỉ việc mình nhúng qua mè và mình chuẩn bị mình chiên thôi, đó, rất là đẹp các bạn nha, đều nữa. Đó. Ok, và mình dầu nóng thì mình cũng sẽ cho vào từng cái các bạn nha. Đó, rồi mình chiên thôi. Đó, các bạn lưu ý nha, lúc mà mình chiên nó chín thì mình phải bớt cái lì các bạn nha. Đó, đừng để chiên lâu quá nó sẽ bung cái vỏ ra các bạn, sẽ lòi nha, sẽ không đẹp các bạn nha. Đó, mình lưu ý đảo qua đảo lại liền liên tục luôn nha.
Ok, và cuối cùng chúng ta đã xong cái phần bánh tiêu sầu riêng các bạn nha. Rất là đẹp mắt, rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ dọn ra đĩa mình chuẩn bị ăn thưởng thức thôi cả nhà ơi. Rất đơn giản nha. Ok, và cuối cùng chúng ta đã có được một dĩa bánh tiêu sầu riêng các bạn. Bây giờ mình sẽ mở xé từng cái cho các bạn xem như thế nào nha. Ten, cả nhà ơi xem ngon chưa nào. Vỏ bánh tiêu thì mềm ngon, ăn vào là sầu riêng thơm lừng cái béo của phần sầu riêng và phần whipping cream ở sữa tươi kem béo, ăn rất tuyệt vời cả nhà nha. Sự kết hợp quá ngon các bạn ơi. Rồi chúc cả nhà có những giây thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.